Hai lần trước em đều về đội của anh Thành, tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè. Nhưng em nói đều cho thế giới hết. Biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi anh. Vậy thì lần này, lần này em tin anh. Em thử một lần nữa được không anh? Ok, tôi không đồng ý. Tôi chọn AP. Không phải muốn đến với anh là đến. Cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thành. Em về đội anh về cái gì? Thành. Có thể nhường cho tôi được không? Em đi về luôn. Con chân chơi gì nữa? Cửa này, cửa này. À, cửa này không? Dạ. Anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn, là sao, ý em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc còn. Em à, cái tên người ta là Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải A B. Chừng nào mà đọc là Quân. Đúng không? Là rõ ràng chính xác đúng không? Không em, không em, buông ra, buông ra. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà là Quân tiếng Việt phải gọi là Quân A Pờ. Nếu nếu mà thì đúng là tiếng Việt Quân A Pờ. Không, không chính xác. Nếu mà nói về văn văn nói là Quân A B Phở. Mà bây giờ giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi, AB. Còn bây giờ Buka để không, đáng là phải đọc là Phu Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta còn nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Cái thí dụ nó người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Đó là tiêu thì cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Jin Tuấn Kiệt. Jin là gì? Là nói lên là Jin, em nói còn Jin đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, nói lên lớn lên nào. Thôi để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Nào các em, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên thôi. Quân mới đến lần đầu đừng có ngạc nhiên nha. Bạn đầu tiên giải kiên trì tu na ngừ. Thi anh à, thực ra thì em cũng mới chơi chương trình lần đầu nên em không có kinh nghiệm gì. Thì em hầu như là đều là cảm tính hết. Thì em nghĩ chị toát lên một cái gì đấy nó có nội lực. Và em nghĩ là chị hát hay. Dạ quân. Em nhìn chị Buka với lại chị Quỳnh Châu, em thấy có nội lực không? Theo em thì ai có nội lực không? Em nghĩ là chị Buka. Mặc bộ đồ ca sĩ vậy mà cũng không được gọi là ca sĩ. Hát một câu cho người ta thấy người ta sai. Thôi anh ạ, hãy để mọi thứ làm bí ẩn vậy đi. Vậy là nó đúng rồi. Bạn số 3 bán cầm giải thưởng là giải nhất. Mà nhất gì không biết. Anh muốn nghe ý kiến của Quân. Em thấy chị lúc chị hát thì chị rất là hời hợt. Nó không giống là vô tình nó lắm. Nó hơi có sự sắp xếp một chút. Em nghĩ là chị hát hay. Mà đang cố tình làm cố thì mình tưởng là dở thế đúng không? Đúng. Cảm ơn em. Tiếp theo, bằng vị trí số 4, bạn ấy đang cầm cái bằng khen giải nhì nghề nghiệp. Có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nghe đến ghim hóa đơn trong nhà hàng. Em cũng thấy ở khi mà anh hát thì cái khẩu hình có một cái nhịp. Nhưng mà em thấy anh ấy cũng có nét giống diễn viên hơn. Phân vân quá. Thế anh ý em là gì? Anh ấy em phân vân quá. Thôi em chốt lại là anh ấy hát không hay đi ạ. Rồi còn đội Trấn Thành. Có những chuyện muốn nhưng không làm và có những chuyện làm nhưng không muốn Nhưng có những chuyện mình làm đau ở đây này. Hai cái đứa học thuật gia đình em. Nó định loại quốc cơ quốc nghiệp. Nhưng em đau ở đây này. Nhật quốc đánh quốc. Đừng để đội hình này mà khi hát cùng với Quân thì mới đẹp. Bởi vậy em dục em không biết là hay hay dở. Nhưng bước lên đây. Em làm ơn em bước lên đây. Em làm ơn em... Rồi em đứng xoay ngược cả phía trước. Rồi camera bắt. Quá đẹp. Nếu mình đặt cái camera ra cái góc này nè ha.
cái đầu của Quân để ngay cái khung ảnh nhìn. Về chỗ anh, về chỗ. Anh cũng thấy điều đó mà anh không có dám nói. Dạ, xin lỗi anh, xin lỗi em bậy quá. Giữ lại đi. Giờ anh số 3 là có thể là hay này. Bây giờ chỉ có anh số 2 và anh số 4 thôi, đúng không? Đấy, em chọn một trong hai anh đi. Dạ mày. Chắc là em sẽ chọn anh số 4 đi. Số 4. Ok, gãy. Một ngày có chắc nỗi nhớ sẽ khiến đây hay còn lưu liên hoài, có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng, nhưng từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa và phai phôi. Mời gia đình Trấn Thành. Dạ thưa anh, thì hiện nay thì về mặt góc độ là hình ảnh thì video bên này với bên này là hợp với bên này, nhưng là bạn số 2 mà nếu hát hay, gọi là nếu hát hay thì sẽ hợp với lại bê phở, với lại giọng nam với nhau nó cũng dễ nam hơn nhau vậy hát, mà tại vì bạn này cũng mê bê phở nữa. Vì vậy cho nên em chọn đi. Nói chưa dài không? Vô rồi giờ không biết chọn sao. Em muốn chọn hát với số mấy? Nếu như em hát chung với hai bạn này thì rất đẹp. Số 2. Dưới mưa lúc buồn, lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, 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 à. Anh này là người hát hát được đó. Ừ. Bạn này giống diễn viên hơn là ca sĩ. Đó. Anh thấy bạn này giống diễn viên hề hơn. Không, hát hay đó. Em giữ lại. Bạn này hát hay, biểu diễn tốt, cho nên chương trình không muốn cho bạn này trình diễn. Diễn kiểu nào cũng lộ. Đúng, diễn kiểu nào cũng lộ. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời, rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, 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 à. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Con gái anh từng yêu quên rồi,
có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng vậy giờ ai là người cho em yên bình. Bây giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim say quên hết bao năm. Đi bên em anh thật không thể làm được. Người bình thường giờ chẳng nhớ em quen thuộc. Người bình thường giờ chẳng nhớ. Mừng em Quân ơi, tìm được người hát cùng với em hát hay luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Mời em về chỗ nào. Rồi, chúng ta làm quen với anh bạn đẹp trai mà hát hay này nữa. Em tên gì? Dạ, lời tiên xem xin chào tất cả khán giả và các anh chị nghệ sĩ đang có mặt trong game show ngày hôm nay ạ. Một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, em tên là Trần Ngọc Thái và năm nay em 18 tuổi ạ. Ôi, lại hơn em một tuổi. Châu nó vẫn quyển quạt về cái giọng ca cũng như là cái số tuổi của nó nha. Em đang học gì vậy? Em đang là thực tập sinh của công ty giải trí. Nó chưa lấy, nó chưa thi bằng lái, đừng hỏi nữa. Công ty giải trí em đang là thực tập sinh phải không? Em là quê ở đâu? Dạ em quê gốc, em ở Huế ạ. Em hôm nay hát với lại anh Quân EP thì em thấy thế nào? Em thấy rất là hạnh phúc luôn, tại vì khi lúc mà em đứng đấy thì em đã lo lắng là sẽ bị loại sớm ạ. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi được anh Quân chọn. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều. Chuyện lành nha. Người Đà Lạt ai cũng vậy. Người ta người Đà Lạt, còn con này con Lạc Đà nè. Ừ, Lạc Đà nè. Cảng đường nè. Hôm nay rất là vui ha, khi em được hát cùng với anh Quân và hát hay nữa. Chúc mừng em.